Hey, chào các bạn nha các bạn. Thì đầu tiên mình xin gửi lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất gửi đến cô chú anh chị cùng tất cả các bạn xa gần một ngày mới vui khỏe hạnh phúc và thành đạt. Thì hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn hai cái mẹo hay nha các bạn. Nghĩa là một cái mẹo là mình mài cái dao thái nha các bạn, và một cái mẹo sau nữa là mẹo thứ hai thì các bạn cùng xem từng chi tiết nha. Đây là hiện trạng cái dao của mình các bạn, nó cuộn lắm các bạn. Đây nè các bạn xem. Nó cũ kỹ lắm nha các bạn. Đây là cái loại dao thái nha. Là các bạn mình khuyên các bạn. Đây là để mình gặp này cho các bạn, nó rất lục nha các bạn. Nó không đứt luôn. Nó không đứt luôn. Đó. Đây mình mài cho các bạn xem. Nó cuộn tới nỗi nè các bạn thấy không? Quá cũ kỹ luôn. Nhưng mình khuyên các bạn là không có nên mài bằng cục đá mài này nha các bạn. Các bạn không tin mình, các bạn càng mài là nó càng lục nha các bạn. Mình xin nói thật luôn, các bạn không tin mình các bạn cứ mài thử. Nó mài bằng cái cục đá này là nó càng mài nó càng lục. Chứ không phải như cái dao sắt thép của mình mà dạng dao lao động mình làm cỏ hay mình chặt cây rồi đó. Là mình mài bằng cái cục đá được, còn riêng cái dao thái này là mình không sử dụng đá nha các bạn. Nên mình khuyến cáo là các bạn không nên sử dụng này. Đừng mình mài càng lục. Tại cái loại dao thái này nè các bạn, thấy mình nói là các bạn sẽ hiểu ngay liền cái loại dao thái. Là lúc mình mới mua vậy nó rất là bén, ngọt lịm luôn, mình xài rất là ưng bụng. Mà đó mình xài nó cũ rồi á là cảm thấy nó lục rồi là 10 nhà là hầu như mình bỏ phế hết tủ 10 luôn, chứ mình không thể nào mình xài được. Tại vì mà hầu như là ít có ai mua cái loại dao nữa, tại vì mình mua mình xài rồi nó cuồn đi rồi nó lục rồi mình không thể nào làm cho nó bén lại được. Họ ít có sự sử dụng lắm. Thì mình nói thì các bạn cũng hiểu rồi đó. Bây giờ mình chia sẻ các bạn mài gì ha. Nó cuộn nó nổi cả này nè các bạn. Mình lấy cái giấy nhám mình, cái lậu giấy nhám to nha các bạn. Đừng lấy lậu giấy nhám mình nha. Các bạn cuốn lại cho mình nè. Cuốn lại cho mình tí gì rồi các bạn dùng cái kìm nha. Bạn cặp vào cái đầu của này giấy nhám rồi bạn banh này ra. Đó. Nè các bạn thấy không? Đó. Hiểu không? Mình ship nó lại vậy nè các bạn. Rồi mình kẹp vô cái đầu kìm. Cũng tùy theo các bạn cái độ lực của tay mình bóp đừng chặt quá, đừng có chặt quá mà đừng có lỏng quá nha các bạn, cho nó vừa bám được hai bên cái thành mép của lưỡi dao nè các bạn. Nè mình để đây nè các bạn thấy không? Nè mình bẻ nè, mình bẻ cho nó bẻ ra, mình để ngay cái giữa nè bạn, mình kéo đừng bóp chặt quá nha các bạn. Cái tay này nè là mình đừng có bóp cái kìm chặt quá, mà mình đừng có bóp lỏng quá. Mình bóp lỏng quá cũng không được, bóp chặt quá cũng không được nha, cho nó vừa cái lực ma sát giữa hai cái mép lưỡi dao nha các bạn. Đó, mình kéo nghiêng khoảng chừng 45 độ này nha các bạn. Đó, mình kéo cho nó bím, nó cảm thấy nó hơi gít cái tay dao mình nè các bạn. Các bạn lúc các bạn kéo á, các bạn cái tay cầm cái kìm này nè các bạn, là các bạn nhớ là hơi thả lỏng ra giùm mình tí nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ. Chứ các bạn bóp chặt quá là cái lưỡi dao nó không ôm được mà các bạn. Các bạn mà bóp nó kiểu như lỏng quá là cái lưỡi dao nó xuống tới cái này nó càng cùng thêm nha. Nó xuống tới với cái mép này là nó mép ship của mình là nó càng cùng thêm, nó càng lục thêm đó. Các bạn chỉ cần kéo 5-10 đường thôi là cảm thấy nó nhám rồi các bạn. Rồi xong các bạn bỏ kìm ra. Giờ các bạn để 5 mép vậy mình nè các bạn. Đó. Nè các bạn, clip cho mình vài cái nha. Ôi là chàng, còm tay luôn nè các bạn. Rồi để mình cọc giấy cho các bạn xem ha. Mình thử cho các bạn xem. Giấy đầu tiêu rồi. Rồi để mình thử cho các bạn xem ha. Đây nè các bạn. Bạn thấy không các bạn? Rất là, đó, bén nè các bạn thấy không? Đó, bạn thấy không? Ngọt lịm luôn các bạn. Ngọt dữ dằn luôn các bạn. Rất bén nè các bạn. Đó, mình đã làm nó cuồn như thế này nè. Mà giờ nó rất bén nè các bạn. Còm tay luôn. Này, các bạn này áp dụng như mình nha các bạn. Lúc các bạn ép cái kìm vô á thì các bạn bóp lại, bóp bạn siết giấy nhẹ các bạn, siết ngắn.
rồi bạn kẹp vô, vậy các bạn bẻ hai cái mép ra, rồi bạn để cái lưỡi dao mình vô đây ha. Trong lúc các bạn bóp á, bóp đặng cái kềm á, bóp cái đà lực á, các bạn đừng có chặt quá, đừng lỏng quá gì mình nha, mình cảm ơn. Chặt quá là nó cũng không được, mà lỏng quá nó xuống này nó càng cùng thêm, nó càng lực nha các bạn. Thì các bạn thấy các bạn mài á, lúc các bạn mài các bạn chủ động cái tay giùm mình cảm ơn các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem một cái cách mài dao đầu tiên của mình nha. Ngọt dữ lắm luôn các bạn ơi, ngọt. Ngọt liền luôn. Rồi, một cái mẹo thứ hai. Một cái mẹo thứ hai là cái mẹo như là đâu cái ốc vít mình đâu có tiêu rồi, đây. Rồi, thí dụ như mình muốn dặn cái để mình xin phép các bạn mình lấy cái đầu mình kem lên cho các bạn xem ha. Giờ mình kem này lên đây nè. Đó, các bạn muốn dặn con ốc vít nó nằm phía bên trong nè các bạn ha. Mà cái vít của mình nó không có cái từ 500 đây nè các bạn. Là mà các bạn mình để lên như nè. Mình gắn ốc này nè, mình chọt vô đây nè. Rồi mình vừa cầm mình buông cái nó rớt rồi lấy gì mình chọt ở đây được. Nè các bạn thấy không? Đó, nó rớt. Mình vừa để vô cái đầu vít vậy nè, mình buông tay ra này, nó đã rớt xuống đây rồi. Đó, cho nên là mình muốn chọt vô đây thì không thể nào mà dặn ốc phía bên trong được, là do cái vít mình nó không có miếng 500 nha. Mình hướng dẫn nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó, nguyên nhân là mình sử dụng keo này nó. Bạn chờ mình chút các bạn. À, ha. Các bạn lấy cuộn keo trong hoặc keo đen cũng được. Rồi các bạn lấy cho mình một đoạn gì ha. Rồi các bạn cắt ra. Mà hồi nãy là mình thấy cái cuộn keo đó, nhỏ gái mình nó không có kỹ thuật, mình chỉ nó quên này. Đây nè, các bạn xếp ngang gì nha các bạn. Nè các bạn xếp ngang gì nè. Đó. Đó, vì cái mình hả bứt ngang ha. Nè. Làm sao lại cái mình dễ nè các bạn thấy không? Mình có cái mối là mình dễ lấy miếng keo lên đó các bạn. Đó, vì là mình bóc này, chứ khỏi nó cầm cậy. Rồi qua lại vấn đề chính. Đây. Mình đã vừa lấy miếng keo và con ốc hồi nãy phía trong rồi. Đây nha các bạn. Là mình sẽ chọt cái phía bên trong keo nha các bạn. Mình chọt ra ngoài. Đó, mình chọt ra ngoài như thế này. Đó, mình chọt ra ngoài đặng để cái bè keo phía bên trong này đặng nó bám vào cái đầu vít của mình. Đây, mình sẽ gắn vào đây nè. Đó. Nè các bạn thấy không? Làm sao mà gắt được các bạn? Tha hồ muốn chọt vô hốc hay là dặn vô khóe vô gì đó các bạn cứ tha hồ dặn. Dặn rồi gì nè các bạn. Bạn dặn nè, dặn nó cứng rồi thì mình rút cái vít ra bình thường, các bạn thấy không? Rồi, thấy hay thì ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây xin tạm dừng. Thì hôm nay mình chia sẻ cho gửi đến các bạn hai mẹo thôi các bạn ơi. Thì các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video mới của mình nha. Rồi, xin chào ạ. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.